Ok, hello, chào mừng đến em đã quay trở lại kênh YouTube Hoàng Giang. Và mình là Giang. Trong ngày này Giang sẽ chia sẻ cũng như là giới thiệu cho em nó coi là gì, cũng như là hướng dẫn cho em cách chúng ta tham gia Binance Pool thứ 54 Stake BNB hoặc là FDT để thể là nhận được token đó hoàn toàn miễn phí từ dự án nó coi nha. Ngoài ra chia sẻ thêm nhá, anh em nào mà chưa biết cách kiếm tiền cũng như là chưa biết cách sử dụng sàn giao dịch Binance ấy, thì Giang cũng sẽ ở link sơ đi video hướng dẫn chi tiết từng bước từ A đến Z, từ cách chúng ta đăng ký tạo tài khoản này cho đến là cách nạp rút tiền hay là cách chơi dịch ở trên sàn Binance ở dưới phần mô tả nội dung của video này, cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận nha. Đầu tiên thì Giang sẽ giới thiệu cho em Notcoin là gì nhá. Notcoin là tựa game cho phép người dùng có thể là tham gia kiếm lợi nhuận miễn phí thông qua cơ chế tap to earn này, tức là chúng ta chỉ cần chạm để thế là kiếm tiền nha. Trên ứng dụng nhắn tin Telegram này, người dùng tham gia vào Notcoin sẽ nhận được phần thưởng là token Not nha. Native token của dự án được triển khai trên blockchain Tron này và họ có thể là bán ra để thu về lợi nhuận trong tương lai này. Rồi ngoài ra nhá, anh em nào mà có đồng Not ấy mà muốn rút về sàn ấy thì em sẽ đây là truy cập vào Telegram này và tìm kiếm cho Giang bot Telegram có username tên người dùng là Notcoin bot này. Sau đó thì em sẽ nhấn vào Start nha để bắt đầu này. Chọn Open này. Kế tiếp thì em sẽ nhấn vào mũi tên hướng lên này. Và sau đó thì em sẽ chọn mục Exchange để chúng ta có thể là rút tiền về sàn Binance hoặc là Bybit cũng như là OKX nha. Tiếp theo thì Giang sẽ giới thiệu cho em về Binance Pool thứ 54 này. Thì em có thể là stake BNB cũng như là FDD trong vòng 3 ngày nha, kể từ 7 giờ sáng ngày 13 tháng 5 này và đến 19 giờ ngày 16 tháng 5 ấy, thì đồng Not này sẽ được list lên sàn Binance nha. Ok, đây thì sẽ có thông tin chi tiết về token Not này. Tổng cung này là 102 tỷ nha. Rồi phần thưởng token trên Long Pool này là 3 tỷ này, chiếm 3% này. Cũng như là lượng cung lưu hành ban đầu này là 100% thôi nha, tức là 102 tỷ đấy. Ok, đây thì sẽ có hai pool thưởng này. Pool BLB ấy, thì sẽ có tổng phần thưởng là 2 tỷ 6 này, chiếm 85% này. Rồi pool FDD này là chiếm 15% nha, tức là 462 triệu token Not này. Ok, thì đây sẽ có trang web của dự án này. Đó, rất đơn giản nha, cũng như là tài khoản X Twitter của dự án này đang có 1,8 triệu người theo dõi rồi nha. Anh em có thể là nhấn vào follow theo dõi này để chúng ta có thể là cập nhật những thông tin nhanh nhất và mới nhất về dự án này nha. Rồi kênh Telegram này cũng là có trên 6 triệu subscriber nha. Cũng như là anh em có thể là tham khảo về Binance Research về dự án này nha. Ok, phân bổ token này, Binance Pool thì sẽ là 3% này, thợ đào thì sẽ là 78% này. Rồi hệ sinh thái này, cũng như là cộng đồng này, hay là development này. Ok, ngoài ra chia thêm anh em ấy, thì giá trên chợ đen ấy hiện tại ở trên KuCoin này thì đang giao dịch với giá là 0,01 nha. Rồi trên Gate này thì giao dịch với giá là 0,0126 này, cũng như là giá bán thấp nhất này. Đó thì em có thể là comment bình luận giá của đồng Not này khi list lên sàn nha. Rồi bây giờ thì Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta tham gia Binance Pool thứ 54 để stake BNB hoặc là FDD để nhận token Not từ giá Notcoin nha. Ok, thì mục trang chủ này, anh em nhấn mục nhiều hơn cho Giang nha. Sau đó chọn là Long Path và Long Pool này. Thì ở đây anh em có thể là stake FDD này hoặc là BNB Pool nha. Đó, nhấn vào stake này. Như đây thì Giang đã stake 10.000 FDD này. Ok, tương tự như thế là BNB Pool nha. Cũng nhấn vào stake để chúng ta có thể là stake này. Sau mỗi 1 giờ ấy, thì em có thể là vào đây để nhận phần thưởng nha. Rồi tương tự như thế này. Ok. Rồi thì đó là cách chúng ta stake FDD hoặc là BNB để có thể là nhận được token Not nha.
Như vậy là Giang đã giới thiệu cho em nó coi là gì, cũng như là hướng dẫn cho em cách chúng ta tham gia Balance Pool thứ 54 để đây là Stack BLB hoặc là FDD nhận token nó hoàn toàn miễn phí. Thì nếu em có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào ấy, nhớ để lại comment bình luận xuống dưới video để Giang có thể là giải đáp trả lời cho em nha. Và anh em nhớ là tham gia vào nhóm Telegram để cập nhật những thông tin nhanh nhất và mới nhất nha. Cuối cùng nhớ like, thích, share, chia sẻ video này. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh YouTube để ủng hộ Giang ra nhiều video nữa nha. Còn bây giờ, hẹn lại anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.